Hello các bờ rồ đã quay trở lại Hezo Anime ở tập trước khi Yamato vẫn đang cùng bố rồng solo cực căng. Thì bên này Robin đã bị rơi vào ảo mộng của Black Maria và được gặp lại mẹ mình. Nhưng chị đẹp chứ không có ngu liền và cho lũ các ké view mù. Tập 1043, dốc chĩa mũi kiếm băng giá. Robin cùng bộ xương khô đang phải tháo chạy, tụi bây tuổi gì mà đòi thao túng tâm lý được chị. Một nhện nhện lại xuất hiện và bám họ không buông. Dốc vừa gáy to bản thân miễn dịch với ảo mộng thì ú ỏa tôi là ai và đây là đâu. Bộ xương khô được gặp lại vị thuyền trưởng và những đồng đội năm nào, bọn họ đang ngân nga bài hát huyền thoại của cả băng. Điều này làm dốc nhớ lại khoảng thời gian phiêu lưu cùng họ và chú cá voi La Bun siêu cấp cử tê. Đột nhiên Zoki rút đao lao về phía dốc, nhưng ông đã né được và chém phăng lũ nhện nhện giả mạo và dùng tuyệt kỹ bá đạo sự đẹp luôn thẳng thuyền trưởng. Đã vậy ông già còn kén cá chọn canh đòi xem quần lót chứ éo phải xem mấy cái này. Tuy nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống dốc chưa bao giờ là ổn. Khi ông phải sống trong nửa thập kỷ ở một nơi lạnh lẽo và cô độc, rồi chứng kiến cái chết của những người vào sinh ra tử với mình. Cho đến khi gặp được gánh xiếc trung ương mũ rơm, thì dốc mới thoát ra được viễn cảnh tăm tối đó và yêu đời trở lại. Nhưng vui thôi đừng vui quá, mém xí bị mụ nhìn nhện cho một vé vào hỏa diệm sơn. Mụ múa lửa rất gì và này nọ phủ kín cả mặt sàn, Robin lập tức tạo lưới nhện để thoát thân. Bằng IQ vô cực, dốc đã dùng linh hồn của mình đóng băng chó lửa. Black Maria cay cú lập tức hất văng bọn họ xuống biển lửa. Lần này dốc tiếp tục thể hiện bản thân bằng cách dùng lưỡi kiếm linh hồn hóa băng mặt sàn cứu nguy cả hai vào phút 90. Mụ nhìn nhện là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm mà hay giao giảng đạo lý, rằng Robin đã bị Sanchi phản bội khi anh gọi cô đến đây chiến đấu với mụ. Maria biết anh ba có tiền thưởng cao nhì của băng mũ dâm liền miệt thị bọn họ là một lũ què. Maria những tưởng Robin đang buồn nhưng trái lại cô rất vui vì điều đó, thậm chí còn tự hào vì anh chính là cánh tay đắc lực của vua hải tặc tương lai. Chị đẹp mà cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai, lập tức bật skill biến thành khổng lồ với một tâm hồn to và tròn. Robin nhanh chóng vồ lấy Maria, con mụ gian xảo tích cực quay tay đã thương chị đẹp. Ả ta tiếp tục phóng nọc độc và lưới nhện để khóa chặt cơ thể Robin. Dâm long Momo đang lo Onigashima sẽ rơi xuống kinh đô hoa thì chợt nghe tiếng ai đó vụt qua nơi tai. Còn ai trồng khoai đất này, trong cơn ngái ngủ mà báo thủ vẫn đủ sức chén sạch lương thực của tàu người ta. Momo liền chạy tới xà vào lòng tay của Luffy khóc nức nở. Hóa ra băng của Lo nghe thấy một giọng nói dưới biển nên đã đi theo và trục vớt bên số hưởng lên tàu. Để giúp Momo chạy trốn mà Kiku và Kinemon đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kaido. Luffy liền cục xúc mắng Long con đừng có mè nheo nữa vì cô cậu chính là một tướng quân tương lai. Thanh niên lại dãy đành đạch đòi ăn thịt cho bằng được, làm cả băng Lo phải vắt gió lên cổ đi đào thức ăn cho thằng trả. Caribou bất thình lình xuất hiện và sâu ra một tạ sơn hào hải vị cho họ, á đủ VIP nha bờ rồ. Trong khi đó, Lù đã nhờ Momo biến thành rồng và mang mình lên đảo đầu lâu để đá tung đích của Kaido. Ở tập tiếp theo, Robin đang bị yếu thế trước sự khống chế của Maria. Vậy nên anh em hãy nhấn like và đăng ký kênh để tiếp thêm 200% công lực giúp chị đẹp và ả ta không trượt phát nào nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.